Ok, hello chào anh em. Thì nay mình tiếp nhận một con Vision. Thì xe này làm gì? Xe này làm vệ sinh nồi anh em. Nồi vệ sinh hỏng xăng, xe này bảo dưỡng là 20.000 km anh em. Đây. Này, xe này. Xe này mà ô tô mới 20.000 anh em. Đó, anh em thấy không? 19.322. Thì nói chung là 20.000 á thì mình chỉ cần mở ra, mình nếu bị hỏng xăng mà dơ á thì mình sẽ vệ sinh. Còn như mà cái họng xăng nó không dơ mình sẽ không vệ sinh là cái thứ nhất, cái thứ hai là chẳng ba, cái thứ ba nữa là bị tay thắng đồ, nói chung là cái đầu này liền thì vậy thôi. Chung bị bấm đèn thì cháy, đối với cái đời Vision đời cao này nó không có công tắc tắt đèn nha. Đó thì nói chung là mình sẽ vệ sinh thì mình sẽ kiểm tra tổng thể bố thắng đồ các thứ, nhưng mà nó có cái nồi này. Mở cái nồi ra mình thấy cái nồi dơ quá, đây bụi đất nè, đóng này anh em thấy không? Đó, anh em thấy không? Đóng tờ le hết. Rồi bây giờ mình sẽ lấy còi hơi, mình sẽ vỡ, mình mở luôn. Mình sẽ mở để mình coi là cái nồi này có dấu mở chưa. Ê, cái nồi này hình như chưa có dấu mở này. Cái nồi này hình như chưa có dấu mở này. Odo mới 2.000 nên chưa có dấu mở đâu. Rất là còn ngon anh em. Nói chung là đồ chạy máy móc đồ nêm nó không cần phải mở ra cái nồi này. Cái máy bên trong ra, bây giờ mình sẽ vệ sinh. Rồi. Nó nói chung là cái nồi này nó chưa có mở anh em nên là khá là sạch sẽ nha. Nói chung là mình sẽ xịt sạch sẽ đồ các kiểu là điều lại. Mình sẽ bôi móc bò đây. Đó, mình xử lý lại cái móc bò này. Rồi nói chung là cái nồi này á thì vẫn còn chạy được một thời gian nữa. À, nó có dấu khuyết rồi này. Nhưng mà vẫn đi được nha anh em. Nói chung mình vệ sinh lại thôi, vệ sinh lại. Đó, tại vì cái này nó còn mới nữa. Ok, bây giờ mình sẽ cho anh em coi cái họng xăng của nó nè. Quá trời dơ, mùi carbon quá trời. Đó, thì nói chung mình vừa mới mở ra. Bây giờ đây, anh em nhìn cái kim phun này nó đen thùi lùi luôn. Đó, trong đây là họng xăng này, cái phím nhựa nó cũng đen nè. Đó, anh em thấy không? Carbon tùm lum hết. Đó, thì bây giờ mình sẽ dùng cái chai vệ sinh bình xăng con mình xịt cho anh em. Nói chung là mình xịt cho nó sạch sẽ đồ hết bên trong cái họng. Mấy cái ngóc ngách cái chỗ cái vít gió, vít chỉnh gió nha anh em thì nó mới ok nha. Cái đây rất là quan trọng nha, mình phải sạch chỗ cái đường họng vít chỉnh gió nha anh em. Đó thì nó guarantee của mình khi mình đồng bộ lại họng ga á, thì nó mới đều được. Rồi thì tiếp tới cái giai đoạn mà mình sẽ vệ sinh cái họng trên họng nạp anh em, trên đầu bò á, bờ máy á, thì nói chung là 20.000 thì mình không cần phải mà nguyên cái đầu ra mình khó xếp bắp gì đâu anh em, tại vì nó còn quá là thấp, odo quá thấp. Nên là khi mà mình vệ xịt cái này là nó cũng khá là ok rồi nha. Mình thấy nó khá là ok rồi đó. Đó, thì bây giờ mình sẽ cho anh em coi là khi mà mình xịt xong mình vệ sinh cái này thì cái họng của nó sạch như thế nào. Rồi, anh em thấy cái vít nhựa không? Nó rất là dơ nha, carbon tà le hết. Thì cái này rất quan trọng. Cái thứ nhất là nó kín, nếu mà không kín nó hòa ra. Cái thứ hai nữa là nó sẽ tránh truyền nhiệt từ đầu bò lên cái họng xăng. Tại vì cái họng xăng của mình nó cảm biến rất là nhiều, nếu mà nhiệt quá thì rất là dễ hư hỏng cảm biến. Đó, buộc phải có phíp nhựa này nha. Rồi thì cho anh em xem nè. Đó, sau khi mình vệ sinh thì rất là sạch sẽ ha. Tại vì cái mụi này 20.000 nên là thành ra nó cũng khá là mềm. Còn cái mụi mà 50.000 km thì nó sẽ khá là cứng đầu hơn so với mụi này 20.000 nha anh em. Đó. Rồi thì sau khi mình vệ sinh cái họng thì cũng khá là sạch sẽ. Nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây là cái đồng tiền với lại cái họng. Nếu mà nó hở thì rất là dễ gây ra hiện tượng ngoài ga sau khi mình cắn vô nha anh em. Nên anh em cân nhắc vấn đề này nha. Rồi thì về phần bố ba càng đi sau á, thì mình vệ sinh mấy cái chốt mới là cái quan trọng nha anh em. Tại vì chốt nó nhẹ thì nó mới búng ra, lâu ngày á thì nó bụi vô nó cứng ngắc à, nên thành ra xe nó ì. Đó anh em thấy cái chuông không? Thì cái chuông khá là ok nên là mình để giữ nguyên, đụng chạm gì hết. Còn về cái mâm ép á thì mình sẽ nói chung là tính dớt thì thôi, mình sẽ để nguyên luôn. Đó, khi nào mình làm cái chuông với cái Jacora mà nó nứt á thì mình sẽ làm luôn, tiện thể mình làm một lần luôn ha. Đó, đỡ tốn kém. Còn cái bô ly nồi sau thì mình vệ sinh, thay phốt, thay sim, trang bò thôi anh em. Rồi thì cái quá trình mà bảo dưỡng thì cũng diễn ra khá là nhanh thôi anh em. Thì những cái như là bugi, tay thắng, bì, remote, smart key, bấm đèn trước, công tắc tắt đèn thì cũng không cần quay làm gì anh em. Rồi thì cảm ơn xem clip của mình, hẹn gặp sau, ba anh em nha.